Thọ Nhí chào các bạn. Mời các bạn quan sát hình ảnh sau đây. Các bạn có biết nhân vật trong bức hình này làm nghề gì không? Đúng rồi, đó là nghề bác sĩ. Thế bác sĩ thường làm những công việc gì? Bác sĩ là người khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Hôm nay, Thọ Nhí sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một bệnh viện luôn khám chữa bệnh từ thiện cho các con vật. Bây giờ, chúng mình hãy chú ý lắng nghe nha. Câu chuyện Bác sĩ Chim. Những con chim nhỏ quyết định mở một bệnh viện chữa bệnh cho các con vật ở trong rừng. Các bác sĩ chim mặc áo đồng phục trắng và chờ bệnh nhân đến. Cô chim chào mào được giao nhiệm vụ tiếp bệnh nhân. Sáng sớm, bệnh nhân Trâu đã đến phòng khám và kể bệnh. Dạ, tôi bị ngứa kinh khủng và xin được điều trị. Chim chào mào gửi Trâu đến phòng chữa trị da liễu gặp bác sĩ Cò. Trâu nói với bác sĩ Cò: Tôi có rất nhiều bọ trên người, chúng cắn tôi làm tôi rất ngứa và khó chịu. Bác sĩ Cò nhảy lên lưng Trâu, tìm những con ruồi đốt Trâu. Cò mổ hết ruồi cho Trâu và căn dặn: Bác nên thường xuyên xuống sông tắm, rồi phủ bùn lên người. Bằng cách này, bác sẽ tránh được ruồi cắn. Thế là Trâu khỏi ngứa. Cảm ơn bác sĩ Cò và ra về trong tâm trạng thật thoải mái. Bệnh nhân tiếp theo là chú Tê Giác. Chim chào mào gửi Tê Giác đến gặp bác sĩ chim bắt ve. Tê Giác kể bệnh tình của mình: Tôi to lớn, có sức mạnh, nhưng lại không chống được những con sâu bọ nhỏ bé khó chịu này. Chim bắt ve khám cho Tê Giác, thấy có nhiều nếp nhăn gấp trên da, nên bị các con bọ chui vào cắn. Chim bắt ve nhảy lên lưng của Tê Giác, bắt hết bọ và cảm giác đau ngứa của Tê Giác biến mất. Bắt ve nói với Tê Giác: Bất kể lúc nào bọ quấy rối bạn, bạn hãy tìm đến tôi. Bạn hãy luôn tắm rửa sạch sẽ nha. Tê Giác cảm ơn và ra về trong niềm vui sướng. Sau đó, cá sấu đến phòng khám với chứng đau răng. Cá sấu kể bệnh với bác sĩ Sáu. Răng của tôi mọc không đều. Có lẽ có cái răng nào đó bị sâu vì tôi không đánh răng. Cá sấu há miệng. Sáu nhảy vào trong quan sát kỹ. Cô thấy các kẽ răng còn thức ăn dắt vào chưa được vệ sinh, nên bị những con sâu nhỏ đang gặm nhấm. Chim Sáu làm sạch răng miệng cho cá sấu bằng cách là nhặt hết sâu bọ và thịt thừa. Cá sấu nói: Bạn là bác sĩ tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều. Sáu mỉm cười nói: Bạn phải luôn giữ vệ sinh sạch sẽ răng miệng, nếu không bạn sẽ luôn phải gặp tôi đấy. Trâu, Tê Giác, cá sấu, tất cả đều khỏi bệnh sau khi ở bệnh viện về. Từ đó, bệnh viện bác sĩ chim trở nên rất là nổi tiếng. Câu chuyện vừa rồi kể về một bệnh viện của các bác sĩ chim.
bệnh viện này mở ra để chữa bệnh cho các con vật trong rừng. Các bác sĩ chim đã tận tình chữa khỏi bệnh cho trâu, tê giác, cá sấu. Và từ đó, bệnh viện trở nên rất là nổi tiếng. Thế các bạn có biết là vì sao bệnh viện của các bác sĩ chim lại nổi tiếng như thế không? Vì các bác sĩ luôn tận tình chữa bệnh cho bệnh nhân. Ngoài ra, các bác sĩ còn dặn dò chu đáo cho bệnh nhân khi ra về. Nhờ có các bác sĩ chim mà anh trâu, anh tê giác và anh cá sấu đã khỏi bệnh. Qua câu chuyện này, các bạn có biết là chúng ta phải làm sao để không bị mắc bệnh không? Đó là mỗi ngày chúng ta phải biết tắm rửa sạch sẽ, rửa tay sạch với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Và chúng ta phải đánh răng vào những lúc nào các bạn nhớ không? Chúng ta phải đánh răng sau khi thức dậy, đánh răng sau mỗi bữa ăn và đánh răng trước khi đi ngủ. Buổi kể chuyện của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ giữ gìn vệ sinh thân thể, thường xuyên đánh răng, tắm gội sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe. Thỏ Nhí xin chào và hẹn gặp lại.